cái toàn nó đã xong rồi, giờ là vô cận đó mọi người. Qua được một cảnh này cực thật sự luôn á, nên là hy vọng mai mốt là Kim mới ra mọi người cho ủng hộ nha. Hay giữa gì mình không biết, quan trọng là khán giả ủng hộ trước đã. Thương núi rồi. Bị sưng ở chỗ này luôn rồi nè. Behind the scene. Về nhà ăn Tết, trời ơi. Phim mình quên tên. Về nhà ăn Tết. Thứ ba, đây là một trong những cái bối cảnh mà quay cực nhất của phim, đó là bối cảnh hẻm, con hẻm, đường phố. Đây là cảnh rượt đuổi của hai anh em, rất là gay cấn. Quê ăn Tết. Về nhà ăn Tết. Quê đi mà về quê. Về nhà. Đi. Hôm nay thì diễn viên cá lớp nha, chỉ có Trâm với anh Cương Dừa, sáng chiều Ba Đen và một số diễn viên các cái đơ. Ngày hôm nay là có cảnh đánh đo, đánh nấm nè, chạy xe rượt đuổi nữa, cho nên là bắt buộc phải có cái combo, chứ không thể nào mà để diễn viên làm những cái cảnh mà khó như vậy được. Thank you.
Giờ có nói không nói gì nó cũng vậy. Mà nghe khán giả nói là hy vọng là phim này giọng trăm không vậy. Mà em đang bị bệnh mà sao giọng em nó trong được. Con nước giá biết mà nhìn giá ngán luôn á. Bị sưng ở chỗ này luôn rồi nè. Không hay diễn gì thôi, diễn máu quá rồi. Thôi là buông ra đâu không hay. Rồi cho xe nha. Bà sáu mấy 46 mấy bà. 46 mấy bà. Rồi cho tao qua đây à. Xe qua cái đó. Đó bà con bác mà coi một cái cảnh. Chắc chừng là chớp mắt chắc chừng 20 giây. 2 30 giây gì. Không được 30 giây nữa. Nhưng mà giờ hậu đường của mình là quay hồi sáng từ cái đoạn đường mà em chở anh ở trên kia mà vượt qua cái bàn cờ xe qua cái đó chắc được đó chưa tới 10 giây nữa hết hết buổi sáng trong cái cảnh này hết buổi trưa mà chưa hết anh Thương cảnh này còn là hai ba nhóm giang hồ với mình nữa rồi gặp nhau nữa thì mình với mình trốn một chỗ đi khỏi phải chạy quen nó dễ hơn thiệt á trong thì phim á nó đang dí nhau dí anh nhau, anh em trốn vô đây rồi thì thôi ơi chắc không biết cho nó xấu lắm mày ơi bây giờ sao để cho nó dí thầy thì sẽ bắt đầu quay cảnh tụi nó chạy thôi anh em gọi là thôi phải không thế cũng được anh đi nói đạo diễn đi là bây giờ nói đó tập một luôn rồi đó còn không bây giờ anh Tại đi anh Tại kêu giờ tới mày ra đầu tốn hết phim hai nha. Dạ rồi, cảm ơn mọi người. Xin cảm ơn. Và ngày hôm nay là một cái cảnh rất là nặng luôn mà rất là thương hai anh. Thì ngày hôm nay là hai anh sẽ quay từ sáng cho tới tối luôn, chỉ là cái cảnh được nửa thôi. Của tập 1, một cảnh một thôi mà phải quay từ sáng sớm cho biết tới tối khuya luôn. Không biết là một phân đoạn đó là thường là diễn viên lấy tiền theo phân đoạn là tập phải không? Tập một phân đoạn từ sáng đến chiều tối luôn rồi bên trong vẫn chả có một phân đoạn rồi. Xin chào quý vị khán giả, ngày hôm nay thì là ngày thứ ba quay rồi, mình không có tiết lộ tình tiết trong phim được mà cái đó mình phải chờ trên hậu trường. Nhưng mà ngày hôm nay là lần đầu tiên mình qua YouTube với anh Tưởng nè.
hôm nay mình quay phân đoạn rất là quan trọng, mình được đuổi và câu thoại mình rất là dài và mình được phân sát cho mình. Anh lỗ tiền của em gọi. Ờ ha. Tối nay up luôn clip này rồi. Dạ không có được đuổi anh đi bộ. Đang khóc. Ai mọi người thấy không? Làm canh cho anh Cương ăn nè. Bánh cam của anh Cương nè. Từ quả cho anh Cương nè. Khóc luôn rồi trời. Anh quay cái cảnh đó xong, cái cảnh này là bắt buộc là tại anh Cương là một cái nhân vật là hài hước và dễ thương nhất của phim. Cho nên là những cái gì mà anh Cương thoại ra này nọ kia là điều rất là dễ thương. Mà anh diễn xong rồi nãy em kêu anh Cương có dễ thương, dễ thương. Cái giờ anh xúc động khóc luôn rồi. Còn khóc nữa kìa, sao anh cảnh mắt vậy? Khóc nữa, trời, giờ khi nào anh đi ngủ rồi em sẽ khóc. Nói chung là cũng rất là tội Cương đại Cương chứ ngủ hôm qua còn làm chương trình học để đổi đời nữa đó, cho nên là anh phải làm từ sáng sớm tới khuya mới về, mà sáng đoàn trăm á thì thường là phải đến sớm. Mà lúc nào nha, không phải đâu, mình đã để ý rồi, mình biết anh Cương nó không bao giờ dậy sớm nổi, cho nên là lúc nào cũng là anh Cương trễ hơn diễn viên khác một tí. Tại vì biết anh Cương là nhiều việc đi xa thì cũng biết, cho nên là phải né né giờ. Em lấy khăn giấy cho anh Cương lau nước mắt em. Còn nói chuyện với mình mà anh Cương khóc quá nè. Rồi quay dạ, quay quay Trâm ơi. Dạ dạ. Cảnh này hả? Đó bây giờ thì mọi người mình không có coi được cái cảnh quay á, nhưng mà mọi người có thể coi được đây. Dàn diễn viên hùng hậu ngày hôm nay rất là đông người nha. Là mọi người chờ xíu nha, xong quay xong rồi xong vô lại liền nha mọi người. Nó ăn luôn em. Xong rồi, giờ là vô cận đó mọi người. Em qua được một cảnh này cực thật sự luôn á. Nên là hy vọng mai mốt mà phim mới ra mọi người cho ủng hộ nha. Hay dở gì mình không biết, quan trọng là khán giả ủng hộ trước đã. Cười đến đuối rồi. Rồi. Hai chị viên mình ngồi nghỉ. Nè, chân anh Cương bị đây nè mọi người, bầm nè, trời ơi, nghe cũng ghê luôn. Cái này là móc được cái vali phải không anh? Hay là cái xe? Bị sưng rồi nè. Sưng chỗ này rồi nó Hương ơi. Anh có đau không? Số 3 nó mát à. Thì có chứa mấy cái bữa nay mà có cái này nữa. Cái này hai anh em mình mặc áo này dày quá, hiểu không? Động á. Rồi, đi luôn. Rồi, đây né không được. Rồi, đây né được rồi. Cái này nó thì đảo sức con trời. Đó chứ. Sức là mờ mua lại mà. Cái đó dán lại được. Trời ơi, xong một cảnh là đầu tóc nước mệt ra luôn rồi. Cảnh sau đồ chưa quay nè. Chưa anh, cảnh sau đồ là ở một cái góc khác nữa. Ví dụ như nãy mình lên đây mình móc đúng không? Mình đâu ở dưới kia. Hiểu không? Em hiểu rồi. Sáng này chưa được nữa. Thì sáng giờ mới vậy nè. Chưa được một phút. Hồi sáng giờ chắc quay nguyên một chắc được 2 phút rồi. Được 2 phút rồi. Nguyên cái tập 1 30 phút mà mới quay được cái 2 phút thôi. Mà hết nguyên một buổi sáng luôn rồi. Rất là ngày hôm nay là cái ngày cực nhất. Ngày hôm nay là cái ngày cực nhất trong những các ngày luôn. Cho nên là mấy mốt ra phim mọi người nhớ ủng hộ nha. Anh hay quá, anh không lên rồi ai quay cho em. Chúng xe rồi, chúng xe cái chỗ cái
số rồi đó, nó mới cào vậy thôi. Vậy bác bác cà sữa. Cô Trâm làm đâu chưa? Làm đâu ba? Không bốn cái xe. Ăn gặp cô không? Rồi, mời Phim Anh Phương và em lại gì đó. Tại vì anh Phương bỏ rất là nhiều việc Phương để tham gia phim của mình. Cho nên là phim mà chuyến này là phải cố gắng hết sức. Thì mình đang cố gắng hết sức đó nhưng mà cô bác xem sao. Chứ lại làm cái gì cũng cố gắng hết sức. Phim này cực hơn phim trước phải gấp 3 lần. Tại phim trước là dạng tình cảm rồi này kia nó nhẹ nhàng á anh. Còn cái này nó có hành động rồi này kia tùm lum hết. Nó cứ nó có hơn gấp 3 lần. Thay đổi chứ. Đúng rồi. Rồi có nhiều người vô khán giả vô nói sao không mời à. Tường Vi, sao không mời Lê Minh Thành. Rồi ông mời nguyên diễn viên cũ vậy. Cái diễn viên cũ mất tiêu rồi. Tại vì mình làm phim YouTube á thì diễn viên mình phải linh hoạt. Phải linh hoạt và điều đặc biệt á là phải hợp vai. Đó là cái điều quan trọng nhất. Chứ không phải là mình không muốn mời họ. Tất cả các diễn viên mình đã từng biết cho mình rồi. Không nói, cô nói cái gì cũng nói to lên. Chú tên gì? Rồi, dạ mời cô. Rồi, chăm. Rồi, để cho chú bay đi, ngồi lên chụp hình với chú. Chú Minh Dừa. Rồi thôi, mình bay với mọi người. Xin chào mọi người và mọi người nhớ ủng hộ phim của Trâm nha. Về nhà ăn Tết. Yeah.